Cảm ơn em. Cái áo Huawei nè. Giáp gì? Ha ha. Anh xem chương trình này. Em hiểu mà không? Không, anh mới biết. Lúc anh tới anh mặc bộ đồ khác, giờ anh mặc bộ đồ khác rồi. Để chắc chắn là không đổ bộ lên người, lên đồ của anh. Ơi ơi. Lần đầu mình được đến đây và tham gia với các anh chị nghệ sĩ trong chương trình Nhanh Như Chớp. Yeah, yeah. Đây cũng là lần đầu tiên của Kara. Có gì mình hỗ trợ nhau nha. Dạ dạ. Nên mình chung một team nữa nên là cố gắng cố gắng. Đây cũng là lần đầu hai chị em mình gặp nhau. Đúng thôi rồi. Mình bắt đầu vào một cái kiểu mà tụi em hay chào trong cái cộng đồng hip hop nha chị. À, chị cũng thắc mắc đó, sao nhở? Okay, thì... cái gì mà vậy đúng không? No, no, no. Cái đó là thường là trong phim thôi. Còn tụi em rất là easy, chỉ là đọc. Yeah. Hello. Okay, lại. Okay, go. Hi, bye. On my way, I'm working hard. Yeah, you never, never know. Hip hop mọi người. Trời xinh voi, trời xinh cỏ. Anh là cà rốt, anh là con thỏ. Anh có màu xanh, hoa hồng màu đỏ. I say mèo, you say ọ. Anh không thích làm thỏ, anh thích làm sói. À, thích để em làm con mồi. À, thích thấy em vào trời tối. À, thấy em là em xong rồi. Yeah. Xin chào các bạn, đây là một số động tác khởi động mà Hano muốn chia sẻ với các bạn ở video này. Đây là một cái cách khởi động để các bạn thi nhanh như chớp. Đầu tiên là các bạn sẽ khởi động cái miệng của mình nè. Mình ngoại tầm 1000 lần. Tầm 1000 lần. 1000 lần thì các bạn sẽ quen được với lại cái tốc độ để mà nhảy số trong đầu mình. Yeah, các bạn cứ ngoại. Thì nhanh như chớp các bạn không cần khởi động cơ thể đâu, chỉ cần cái miệng thôi. Cái miệng với cái não. Yeah. That's it. Cái não thì phải tự mình khởi động thôi chứ mình không có thể nào mà. Yeah. Xong rồi, đó là một số động tác thôi. Về động tác. Động tác của riêng Hà Nội thì Hà Nội rất là dễ thôi. Để chúng ta khởi động não trước khi mà chúng ta nhanh như chớp. Và chúng ta sẽ kết hợp vừa lắc đầu và vừa ngoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này rất nhiều. Tại mệt ạ. Em thấy là không thể nào đi được. Tại vì em hay phải nhạc kìa. Em hay khởi động em bật thêm nhạc nữa. Thấy em không ổn. Thấy em không ổn. Em thức tới 4 giờ em viết nhạc thôi mà chị. Dạ, chủ đề quẩy. Căng cực. 4 giờ đêm đi viết nhạc căng cực. Yo, ở đây là Thành Draw, TZ and Ginger, AK Gung. Let's get it for nhanh như chớp, buddy. Và hôm nay mình và anh Thành Draw sẽ cùng một đội với nhau. Còn mình thì không, mình khác đội với hai người này. Tiêu Diệp. Nhanh như chớp là chương trình mà mình coi mỗi khi mà ăn vặt, ăn đêm, ăn trưa hay bất cứ giờ nào mà ăn mà ngồi một mình thì mình sẽ bật. Nên là mình không cần phải ôn bài. Em có xem qua một chút. Nhưng mà kiểu hồi đấy là thấy trên YouTube ấy, thế là em ấn vào em xem nó là cái gì. Nhưng mà em không xem nhiều, em chỉ xem kiểu mỗi lần vài tập thôi. Xong rồi là trước khi nhận được lời mời tham gia chương trình thì em nó cày từ đầu đến cuối. Không, em xem đúng một tập duy nhất, tập gần nhất. Tập của Pew Pew Virus. Em đố anh, bông gì nặng nhất? Câu này nó bị ngớ ngẩn anh ạ. Bông gì? Nó bị hack não. Bông gì nặng nhất ạ? Mọi người không nhắc nhá. Chẳng phải bông gòn. Nope. Không. Bông gì ra? Nó hack não. Các bạn nó hack não lắm anh. Em cũng không hiểu tại sao lại như thế. Anh chịu chưa? Người đó sao phải giải thích cho người trả lời thuyết phục nha. Bông gì? Bông đầu. Không. Anh chịu đi, đáp bạn hay lắm. Chịu chưa? Bông. Xem Việt Nam mình có bông gì ra? Thế đi học rồi. Nghĩ. Anh phải mindset ra. Anh phải tự suy luận. Suy luận gì nặng nhất à. Rất khó đấy.
nó không đơn giản. Nó không đơn giản tí nào. Nó không phải là nghĩ rộng mà nó cũng không phải nghĩ hẹp. Nó là kiểu gì ấy? Anh logic. Nó suy nghĩ logic. Bông gì nặng nhất? Yeah. 2 phút là vẫn được câu này. Chịu. Đáp án là bông tê. Là bê tông. Anh thấy yêu à? Anh thấy cái câu hỏi nó củ chuối nhỉ? Nó xù lên đó. Trời, nghe bộ tóc thiệt nghe giật không, mình luôn. Một bộ tóc mới để mà đánh xù lên đó. Lúc 8 giờ đánh mấy bộ tóc nó xù lên đó anh. Mà tóc giả phải không? Tóc giả đúng rồi. Trời ơi, tưởng gì chương trình mà tóc phải lột da đầu á. Nên là nó là một cái sai tí hon so với dạ. Thấy sao bộ tóc này ok? Em thấy em và ông hóa thân thành Viking. Và không đi đánh giặc mà đi uống ghen á anh. Không đi đánh giặc mà đi uống ghen á anh. Em đang sáng nay em đang say quá mà giờ em đổi tóc này vô em mình say sẵn mặt ngoài luôn á. Tóc này em đang chưa thấy cái tạo hình không? Tạo hình đẹp trai của nó. Dạ. Nhưng mà em dạ. muốn đẹp trai. Em muốn nhìn đẹp trai. Thế ra anh Ricky nhìn ok nè. Hay là tại vì cái phần ở đây đâu. 24 phút thì chị trắng lên á. This is Sparta. Em chắc là em sẽ được một câu. Anh nghe nói là bạn hay chửi em ngu đúng không? Đúng không? Sao vậy? Sao chứ? Vì nó ngu. Tại vì ví dụ nhá, công việc đơn giản là cầm cơm. Nhưng mà khi nó mua một cái bọc cơm 10 cân về. Đúng rồi, thì chúng ta sẽ chỉ ăn lấy cái bát và múc từng cái một ra thôi, từng bơ một. Thì nó đổ hẳn nửa cái gói đấy vào, tức là 5 cân cơm để nó nấu. Và sau đấy thì nó để cơm nát bét, chả ra cái gì cả. Thế là không ăn được, đổ đi. Xong phải nấu nốt cái chỗ còn lại để ăn. Thì lại bảo nó lại không múc từng cái một, nó lại đổ tiếp nửa gói còn lại vào. Nani? Đấy. Không. Xong rồi cơm thì trên sống dưới khê, thế là anh em không hề. Không đâu, em nấu cơm rất là ngon. Đó là một cái ngu rồi. Ngu thứ hai là nó rất hay tự tạo ra drama chính bản thân nó, xong nó không thể tự giải quyết được. Tức là em nghĩ ra một cái gì đấy, em không biết làm sao mà em lại nghĩ ra cái đấy. Xong em đi hỏi mọi người, xong mọi người giải thích cho em rồi, nhưng mà em vẫn không hiểu nó như thế nào. Chị hiểu không? Tức là nó sẽ đưa ra hai cái sự lựa chọn rất là khó khăn. Xong nó tự lao đầu vào và nó đi hỏi mọi người khuyên can thì nó bảo không, em không làm nữa đâu. Xong nó vẫn làm tiếp. Mọi người đừng bị để anh Tết đánh lừa. Thực ra rất thông minh. Thôi ngồi đi. Anh đừng ngại quá, cười quá. Là doanh nhân. Businessman. Có muốn Univit Boy hát rap bài gì không? Ok. 2, 3. Có con chim vành khuyên nhỏ, gái nghe đời xinh xinh quá. Rồi ra Bảo Vân, bé ngoan nhất nhà. Phui quá. Này gặp mấy bạn phui quá. Chửi em luôn đó. Có đất bài như cái boy không? Có. Anh khó suy nghĩ á. Ok. Mọi người tâm linh chi học nha. Thần giao cách cảm nha. Ok. Khắc mã chứ khi mình ra tần số chứ khi tí nữa mình bắt chúng tần số cái là bắn lên kia liền. Yeah. Ok. Em có đội ngũ hỗ trợ khá hùng hậu. Oh.
quá đời ơi rồi. Các bạn có thể thấy là trên người mình đang là một set đồ custom để dành riêng cho buổi ghi hình ở Nhanh Như Chớp ngày hôm nay, được thực hiện bởi bạn stylist của mình, bạn Mai Anh. Thì yeah, các bạn có thể thấy là trên vai mình đây, dòng chữ Gonzo. Yes. Và bên này và đằng sau là họa tiết tia set đúng của Nhanh Như Chớp. À. Vâng, bước vào khung hình của chúng ta là những người mà bọn tôi đã đánh bại. Vô đấy hả? Chắc chắn rồi, thầy giáo mà. Giờ chơi em không bỏ ta. Vâng, tuyệt chiêu gáy sớm đã có tác dụng rồi các bạn. Em sẽ không bỏ cuộc, nhưng em chơi vì tinh thần vui vẻ, chứ em sẽ không thắng nữa đâu. Còn tôi hôm nay đến đây là để chiến thắng các bạn nghe đấy. Chiến thắng. Ai nói chứ. Tôi đến đây thì ai thắng cũng được. Tôi im tôi. Tôi sẽ nương theo người nào thắng. Còn mình em quyết tâm chiến thắng. Buồn sao em đừng vội gáy đâu. Đừng vội gáy. Nhanh như chớp. Ok và nhanh như chớp. Let's get it. Yeah, nhanh như chớp, let's go. Nhanh như chớp, let's go, let's go. Nhanh như chớp, let's go, let's go. Chưa vuốt tóc sao nhưng mà. Vậy là em phải làm cái gì đó nó mãnh liệt. Quyết thắng. Làm tóc tiếp. Ok, cảm giác sau khi quay hình xong thì thấy nhanh như chớp là một chương trình khá là thú vị và rất là nhiều kiến thức mới nha các bạn. Chơi thì đòi hỏi mình sẽ có nhiều cái mẹo cũng như là bạn đừng nên sử dụng não mình 100%. Đơn giản thôi nó sẽ mang lại chiến thắng cho các bạn. Không nghĩ thông nữa em. Chơi xong thì em cảm thấy là mình đã học thêm nhiều kinh nghiệm để có chơi các vòng tiếp theo. Thứ nhất là mình nên cân não đi khi mà lên trên kia và chỉ có thế thôi ạ. Nói chung là tất cả mọi thứ diễn ra đúng như tính toán của bọn tôi. là chương trình và tập này diễn ra rất là gay cấn. Thì đấy là những cái mà bọn tôi đặt ra từ ban đầu thôi. Thì cái kết quả thắng cuộc thì nó là nằm trong tính toán rồi. Đấy, như kiểu tôi tính tất cả phép toán ra thì nó ra là 6, 7, 8, 9. Nghĩa là san bằng tất cả. Yeah.